Chỉ trong 10 ngày đầu tháng cuối năm, ở Việt Nam đã có tới 9 người đẹp ẵm giải Hoa hậu, Á hậu ở các cuộc thi nhan sắc trải dài từ trong nước ra quốc tế. Công chúng còn chưa hết bội thực vì người đẹp Hoa hậu, thì mới đây, một cuộc thi dành riêng cho những quý ông Việt cũng lần đầu tiên được tổ chức. Không chỉ gây choáng ngợp vì trao vương miện và kiếm cho các nam thí sinh thắng giải, mà mới đây thì cuộc thi có tên là Quý ông lịch lãm này còn gây xôn xao dư luận bởi vì chưa được cấp phép. Được biết là cả Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Nghệ thuật biểu diễn đều không cấp phép cho cuộc thi này. Theo đó, đại diện ban tổ chức Quý ông lịch lãm 2017 cho biết, đơn vị này có giấy phép nhưng hiện tại chưa thể cung cấp bản chụp cho phóng viên báo chí. Nhiều nguồn tin cho biết ban tổ chức chương trình này cũng chính là đơn vị từng thực hiện duyên dáng doanh nhân Việt, Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt. Trong đó, cuộc thi Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt lần 2 được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc là một cuộc thi chui. Trước tình trạng loạn các cuộc thi nhan sắc, câu chuyện một lần nữa gây bức xúc dư luận. Và đêm chung kết diễn ra vào ngày 9 tháng 12, kết quả chung cuộc với biểu tượng tôn vinh dành cho các thí sinh nam đoạt giải quán quân và á quân cũng là chủ đề gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn. Cụ thể là ở Việt Nam thì chưa có cuộc thi nào mà các quý ông nhận được giải lại được trao kiếm cầm tay và vương miện trên đầu. Bên cạnh nhiều ý kiến cho rằng đây là sự sáng tạo đầy mới lạ ở một cuộc thi nhan sắc dành cho nam giới, thì không ít ý kiến khẳng định những hình ảnh này có phần lố bịch và kịch cỡm.